con nhà mình ăn bánh bao. Mời các bạn ăn cùng với mấy mẹ con nhà mình nha. Mời con chào cô chú, dạ con mời cô chú ăn bánh bao nghe cả nhà con nhé. Rất là ngon. Bánh bao vừa làm xong đang còn nóng nha các bạn. Nóng. Vừa làm xong. Ôi giời. Tuột. Quên đi cho mẹ xin nào, mẹ xin. Cảm ơn. Cô chú ơi, bà sẽ ăn cho mẹ. Ơi, ăn rồi nữa. Ôi, hôm nay nó cứ rơi bạn. Ta làm bánh đấy hả? Ok. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn. Đây để mẹ là cái gì bé hơn nhá. Nhân của nó ngon ngon đấy. Ngon lắm rồi. Vượng ăn không? Ăn bánh không? Vượng nay không chịu ngồi các bạn. Đây mẹ xin cảm ơn. Ngon lắm luôn hả? Qua đây, đã lắm. Nhìn ngon quá. Bạn ăn được cái mình cắt đôi rồi. Bạn ơi, đây. Nhìn xốp xùm xộp đã lắm. Cái vỏ nó xùm. Happy happy boy. Giờ cứ quay một kênh riêng rồi. Mời các bạn ăn cùng nha. Nhớ coi cô chú xem thì cô chú nhớ vào xem và đăng ký kênh của mẹ con nhé. Các bạn nhớ sốt, vỏ sốt lắm bạn. Cảm ơn. Ngon lắm. Rồi cho con một bún nữa. Ngon lắm bạn. Ngon lắm bạn. Một cái nữa thôi á. Đó bạn. Được, không có hả? Đánh người to bạn. Tại vì á hả, không có trứng cút. Nó bằng cái trứng nay mình làm bằng trứng gà. Thế nên là nó quặn này bụng viên nó hơi to nha. Phượng ăn ngon quá Phượng ơi. Nhà đúng rồi. Lên để ăn. Lên. Lên. Ôi giời. Bánh nó xốp lắm bạn này. Nhâm. Xốp ngon quá nhỉ. Ngon lắm rồi. Nó mềm lắm. Ôi. Tuyệt vời mặt trời luôn ạ. Hai ban. Nay mẹ con đang làm con đái chảy nước cơ đái. Bà đói ăn từng mấy rồi. Ngon quá. Mời. Mời gì ăn. Con bị rơi không ạ? Hôm nay đành rơi, không hiểu. Cháu làm bánh tráng như mỏi tay quá. Đã quá. Rồi. Bánh làm một trứng. Bạn là bánh mình tự làm nó ngon lắm. Bánh lại làm một tiếng đồng hồ cho nên mỏi tay cho em bị rơi không? Rồi đã quá. Chú chờ. Sốt ngon quá trời ngon. Nó sốt nó rơi đâu. Nếu em vẫn không lên được thì mẹ nhớ vẫn cho. Vẫn không lên hả? Nay mình làm được 15 cái bánh. 12 chứ. 15 nhỉ? 16. 16 hả? Mà ở trong nồi đang còn hấp. Tối qua ăn trước rồi. Vẫn còn trong nồi. Con sao không nhỉ? Vẫn còn con chú một tiếng đồng hồ. Anh lên. Ngon này ăn ngon lắm. Ngon quá. Chị kì đấy. Trời ơi. Vừa ăn bột xong rồi. Ngon. Ngon.
Cà chua. Cà chua. Còn một cái bánh ba nữa là mẹ ăn một lần thôi, lúc đó con đi ngủ. Hôm nay con mới ăn từ đeo. Hôm nay con phụ mẹ nha. Hôm trước con ăn lúc mình quay ra bánh ba rồi luôn rồi. Rồi anh đi ngủ. Nấu. Mẹ đang nấu. Vẫn kêu đang nấu, nấu đang còn nấu ở trên bếp. Ngon quá. Vẫn ơi, ngon lắm, ăn luôn. Nấu miệng. Nó không ăn gì luôn. Nấu. Sáng mới ăn bánh giờ chán rồi. Vẫn nơi. Nấu. Thấy đau chưa? Đây mới nghe là mẹ lên rồi. Chưa. Nè. Nấu. Nấy nó. Nơi. Đây. Ê. Nhà cái mẹ lên nhé. Ngon quá. Mình nhà mình ai cũng thích ăn cái bột, cái vỏ ngoài các bạn. Thì cái vỏ ngoài chốt ngon lắm. Nên là mình làm nó hơi to để ăn cái vỏ nó to lắm. Mình cắt đôi nữa. Chắc chỉ ăn được nửa cái nữa. Ngon quá mà. Wow. Để làm gì nè? Ngon lắm luôn. Ngon quá rồi. Ăn đâu? Ăn miếng đi. Ngon lắm. Không ăn gì luôn. Con bị mẹ đói quá cho mẹ ăn cả trước rồi. Mẹ mình sao vậy? Lê tàn rơi. Ây dạ. Mẹ mới kia. Con cua ăn một cây khai. Mở ra đấm nặng. Cái đấy là cái máy nó đánh bột cho mình rồi á. Mình răng bột, răng bột các rồi. Thứ à. Mẹ răng các thứ à. Mẹ hết cả tay rồi. Tay gì vậy? Con này cho. Cho tôi mẹ. Nhìn bánh bào ngon quá trời. Nè. Vỏ ngon coi nè, sốt ngon. Tao phải sơn quay một chiếc chất ngon. Rồi. Mẹ nè, giúp con quay nước tắt tan nhé. Nhiều view. Bao nhiêu view? Không biết. Làm TikTok quay chưa? Tao cũng ra từ luôn nhưng mà. Em sốt không? Tao chờ coi sốt không? Sốt không? Có ăn đi, mẹ đâu có cái của mẹ rồi. Ngon quá. Mình sẽ ăn nó một cái rồi đó. Cái ngon quá, ăn thêm một cái nữa. Vâng, như con. Con chúa. Đắng. Bột nó dẻo lắm đúng không? Nhưng mà trong nấy thì nó cứng nó xíu hơn. Nó dính tay. Cho phải giao hơi tay là nó không bị dính cái nào. Cái con rất là lắm ngon cho nên bánh nó trắng nõn rồi. Ngon. Tắt nữa được. Để lại ăn thôi. To quá. Mẹ ơi. Trắng. Vợ lên để chào cô chú nào nhá. Vợ nè. Tí tí tí. Lên lên nè. Lên lên nè. Nè 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 tì 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 này tì 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 các bạn ơi, video của mẹ con mình dài quá rồi. Mẹ con mình xin kết thúc video ở đây thôi. Các bạn nếu yêu quý mẹ con mình thì đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ mẹ con mình nhé. Tạm biệt các bạn.